Cơm cháy chiên nước mắm làm bằng cơm nguội kiểu mới đang rất hot hiện nay, bạn đã thử chưa? Cách làm này không cần phơi nắng, từng miếng cơm cháy chiên giòn rụm, thấm đẫm nước mắm, cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn, ăn rất dễ bị ghiền. Một món ăn vặt đang được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện nay. Hôm nay Katie xin chia sẻ cách làm nhanh, gọn và rất ngon. Mời các bạn vào bếp cùng Katie nhé! Phần nguyên liệu mình gồm có rất là đơn giản, đó là một tô cơm này là tương đương với lại 3 cấp gạo. 3 cấp gạo mình nấu ra là được một tô như thế này. Mình còn có một muỗng canh, mình dùng muỗng canh ăn phở nha các bạn, giống như muỗng canh ăn phở ăn hủ tiếu á. Một muỗng canh mayonnaise, một muỗng canh ớt sa tế mình có chia sẻ rồi, ở nhà mình làm một hũ to đùng như thế này nè. Ở nhà mình là mình ăn ớt sa tế thường xuyên ăn mỗi ngày cho nên là mình làm nhiều lắm. Thì nếu mà bạn không có ớt sa tế không sao, mình có thể làm một muỗng canh ớt mà ớt tươi á, mình băm nhuyễn rồi mình xào lên cho thơm. Và lưu ý khi mà bạn không có ớt sa tế á, bạn làm bằng ớt tươi á, là một muỗng canh ớt tươi, nhưng mà nhớ cho nửa muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc vào giùm cho mình để cho nó tạo màu cho nó đẹp. 4 muỗng canh đường, 4 muỗng canh nước mắm và nửa chén hành lá. Nước mắm thì mình dùng hiệu này, bạn dùng hiệu nào cũng được, nhưng mà có tùy hiệu, có hiệu thì nó mặn hơn, cho nên có gì bạn gia giảm lại giùm mình nha. Đó, phần nguyên liệu rất là đơn giản và bây giờ mình bắt đầu vào bếp mình làm nước sốt trước nha. Thì trước hết mình sẽ cho nước mắm vào đây. Nếu như bạn không có ớt sa tế thì bạn phải cho dầu vào và bạn phi với lại ớt cho nó thơm trước khi mình cho nước mắm vào. Mình cho đường vào đây, đường với nước mắm thì phải bằng nhau, không thôi nó mặn. Mở lò lên và mình cho sa tế vào đây. Trong sa tế nó cũng có dầu nè, một ít trong đây nè, cho nên mình không có cho thêm dầu. Nhà bạn nào mà có ớt sa tế sẵn rồi cho nên làm sẽ nó sẽ nhanh hơn. Mình nấu lửa nhỏ nhỏ thôi để cho đường nó tan, mình để lửa cao quá nó sắc xuống nó sẽ bị mặn. Thì trong vòng khoảng 30 giây á các bạn, đường nó tan á, mình cho cái mayonnaise vào đây. Mình trộn đều nó lên. Có mayonnaise vô thì nước sốt của mình nó béo béo, ngon lắm. Mình tán tán như vậy để cho nó tan đều ra hết nha. Rồi bây giờ mayonnaise nó tan hết rồi nè các bạn. Bạn nhìn nước sốt nè. Ôi, ngon quá chừng luôn. Nhớ là cái lửa là phải để lửa nhỏ nhỏ thôi nha. Và bây giờ mình tắt lửa. Mình tắt lửa xong mình để nguội chút xíu rồi mình mới cho hành lá vào đây. Bây giờ mình cho hành lá vào luôn. Lúc này là lửa là mình đã tắt rồi nha các bạn. Và nó phải nguội bớt một chút. Khoảng mình để đó khoảng 2-3 phút á, rồi mình mới cho hành lá vào. Không thôi mình cho hành lá vào sớm quá thì nó sẽ bị teo là hành lá lại á. Nhìn nó không có còn đẹp mắt và không còn ngon nữa thôi. Đó, như vậy là xong rồi. Wow, các bạn nhìn thấy nè. Cái sốt nước mắm á, thơm thiệt là thơm luôn các bạn ơi. Rất là ngon. Nó sệt sệt như thế này. Và bây giờ mình bắt đầu mình làm cơm cháy nha. Trước hết á, là mình sẽ trải một cái lớp giấy kiến này xuống nè. Cái đến á, mình cho cơm lên. Sau đó mình để một cái lớp giấy kiến thêm một lần nữa ở phía trên để mình ép nó xuống đó các bạn. Cái đến đó là mình sẽ lấy cái thớt nè, mình ịnh nó xuống. Mình đè nó xuống như vậy á, thì nó sẽ nhanh hơn. Mình dùng sức mình ép nó xuống nha các bạn. Mình đè nó như vậy nhưng mà nó chưa có dẹp hẳn đâu. Rồi mình mới lấy cái cây lăn nè, mình lăn nó. Như vậy thì nó sẽ chắc hơn. Cơm này là cơm dẻo nha các bạn. Cái gạo mình dùng mới là gạo dẻo. Thì gạo dẻo nó chưa có cái chất kết dính á, nó mới dính lại nhau. Còn bạn mà nấu cơm mà gạo khô quá đó, thì nó sẽ không có dính lại. Lúc mình làm nó rớt ra. Thường thường á, làm này người ta làm bằng nếp, người ta trộn nếp và cơm.
Nếu mà cơm của bạn khô quá thì bạn phải trộn với nếp bạn nấu chung. Mà loại cơm, loại gạo này mình dùng thì nó loại dẻo dẻo cho nên là làm cái này được. Rồi sau khi mình cán dẹp rồi đó, mình lấy ra và mình ịn nó. Cái cách khi chia sẻ hôm nay rất là đơn giản luôn. Thì mình có một cái khuôn như thế này. Cái khuôn này mình cũng có chia sẻ rồi đó. Mình làm rất là nhiều món, mình cần tới nó. Bạn nào cần mua thì mình để link ở dưới phần mô tả nha. Thì mình ấn nó xuống. Rồi mình lấy nó ra. Nhìn nó giống như vậy. Muốn cho dễ làm á, các bạn thoa một lớp dầu ở dưới cái khuôn này nè. Thì mình ấn lúc mình lấy ra nó dễ hơn. Và nó mỏng mỏng nha các bạn, nó không có quá dày, nó mỏng mỏng như thế này thôi. Và mình cứ tiếp tục mình làm cho tới khi hết thì thôi. Mình để nó lên trên cái vỉ mà có giấy kiến như vậy để lát mình lấy ra cho nó dễ, nó không bị dính nha. Đây các bạn ơi, thì sau khi mình làm xong rồi đó, bây giờ mình bắt đầu mình đem đi chiên nó nha. Cái món cơm cháy chiên nước mắm hôm nay nó sẽ khác hoàn toàn với lại cái cơm cháy chà bông. Mình không có chiên loại mà có nhiều dầu như là bình thường, thì có loại mà mình chiên bình thường mà nhiều dầu mà nó phồng to lên đó, là lúc đó là bạn phải dùng cơm mà gạo nếp và mình phải phơi cho nó ráo thì lúc đó mình chiên nó mới phồng. Còn loại hôm nay là mình chia sẻ cái công thức khác nha. Mình cho vào đây một ít dầu, khoảng 3 muỗng canh dầu ăn, và mình không có cần đợi cho dầu sôi đâu, là mình cho cơm vào đây. Mình chiên cho nó vàng hai bên là được rồi. Cái món này ăn dễ bị ghiền lắm, dễ ăn á các bạn. Lửa mình đang dùng là lửa số 7 nha. Ví dụ mình có 9 số thì mình dùng lửa số 7. Khi bánh á, mà nó vàng một bên nữa, mình sẽ ụp qua, mình lật nó qua, mình chiên cái phần bên kia. Mình chiên cho nó vàng hai bên và nó giòn á, là nó ngon lắm các bạn. Chiên kiểu này thì không có dùng nhiều quá dầu. Còn chiên kiểu mà loại mà phồng lên đó thì mình phải cho nhiều dầu nha các bạn. Khi mà các bạn thấy cái miếng cơm cháy của mình nó vàng như thế này là được rồi ha. Là nó vàng như vậy. Đó. Mà miếng cơm cháy mà mình cán càng mỏng thì nó càng ngon nha các bạn. Đây các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ cho nước mắm lên trên đây nha. Món này thì người ta không có làm chà bông, nhưng mà bạn thích ăn chà bông thì bạn cho nó vào. Món này ở Việt Nam người ta bán từng bịch đó các bạn. Món này cũng đang rất là hot ở bên Việt Nam đây. Mình thoa nước mắm lên đều cái bánh á, thì ăn sẽ thấm đều ngon lắm. Đó. Bạn thấy cái màu lên đẹp dễ sợ chưa? Bạn nào thích ăn hành nhiều thì cho hành thêm lên. Và mình cứ tiếp tục làm cho tới khi hết thì thôi ha. Một lát á, nước mắm á, sẽ thấm lên trên cái cơm cháy của mình á, nó sẽ rất là ngon. Mình cho bánh lên trên đây. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Cơm cháy chiên nước mắm, nhìn có hấp dẫn chưa nè.
Và bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Mời các bạn nha. Ngọt ngọt, mặn mặn, giòn rụm luôn và béo béo ngon các bạn ơi. Nó không hề mặn nha, vừa ăn ngon lắm luôn á, mà thơm ghê á. Ở nhà mà có cơm nguội á các bạn, mà không biết làm gì á, mình nên làm món này, bởi vì dễ ăn lắm. Nhưng mà nếu mà làm cho trẻ em á, thì các bạn đừng có bỏ ớt. Hay là làm cái loại ớt sa tế không cay mình đã có chia sẻ đó. Thay vì cái ớt này là ớt trái, ớt hiểm phải không ạ? Thì bạn dùng loại mà ớt không cay, mình có chia sẻ cái cách làm ớt sa tế không cay á, làm đó cho trẻ em ăn rất là ngon luôn. Giống như mình nói lúc nãy á, bạn nào thích ăn trà bông á, thì mình cho trà bông lên trên đây. Mình cho một ít trà bông lên như thế này, nhìn cũng hấp dẫn lắm. Mời các bạn nha. Đi chơi xa, các bạn mà ở trên xe buồn miệng á, mình có thể làm này đem theo ăn, rất là vui. Các bạn nhớ bấm nút like để ủng hộ kênh nha. Và bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.